Trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì em Lê Hương lại về thêm được một mẫu xe, một siêu phẩm ăn sâu vào tiềm thức khách hàng. Thứ nhất là động cơ ăn nhiên liệu siêu tiết kiệm, thứ hai là máy số ngon, thứ ba là xe không hề mất giá. Vâng, chỉ nhìn cái logo và form dáng thôi thì khách hàng cũng đoán được chiếc xe nào rồi đúng không ạ? Hôm nay thì em Lê Hương về thêm được một chiếc xe Vios bản G xịn đời 2019, số tự động em Hương đang chào bán là 495 triệu. Đối với bản G xịn này thì nó sẽ nhiều chức năng và option tự động hơn ở bản E nhé. Ví dụ như điều hòa tự động này, form dáng thì mới đẹp luôn. Thì hôm nay em rất là may mắn khi mà bác chủ nhà mình đã nhường lại cho em Hương chiếc xe này. Thì em cũng muốn để lại cái sự may mắn này cho khách hàng tiếp theo. Nếu như bác nào có kinh tế tầm dưới 500 triệu mà muốn đi xe số tự động đẹp đời 2019, đặc biệt là chiếc xe Vios đang nằm ở bên cạnh em Hương và trước mắt khách hàng đây ạ. Được thiết kế form dáng mới, đèn là đèn bi salon kết hợp với đèn halogen. Có điểm này là điểm phá xương rồi. Và có giải đèn led các bác nhé, giải đèn led hai vị trí luôn, đèn gầm đầy đủ. Và điều đặc biệt là ốp hết mạ chrome rồi, cực kỳ sắc nét luôn. Một cái tông màu vàng cát rất là bình ổn, trưởng thành và cứng cáp khi mà khách hàng sở hữu một chiếc xe Vios bên em Hương ạ. Xe thì đời 2019 nên em Hương cam kết là bao test toàn quốc cho em, bao test hãng toàn quốc này, zin từ nội thất, máy móc và dàn lốp thì em đều cam kết luôn. Quay sâu cho mình cơ để các bác mình cùng nhìn này, bên trong này gầm bệ này, bút chấm sơn của nhà sản xuất đây còn nguyên đai nguyên kiện, phanh ABS chống bó cứng này, hệ thống phanh của form dáng mới nhé, an toàn hơn, chất lượng hơn và tốt hơn. Điều hòa thì sẽ là điều hòa auto, một chút nữa em sẽ quay. Xin nhan được tích hợp ở trên gương, tay nắm cửa ốp mạ chrome và chắc chắn rồi, xe thì gương kính phải liền đời theo xe rồi. Để em quay chi tiết khách hàng nhà mình xem về siêu phẩm Vios bên em đời 2019 đẹp đây ạ, 495 triệu, nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Keo chỉ zin, cột keo zin, tất cả zin theo xe. Em chỉ quay để mình thẩm định thôi, form dáng mới đến cái kệ chống mỏi tay này nó cũng ốp một cái lớp sơn bằng nhựa cứng nhưng mà sơn đen rất là bóng luôn. Móc khóa để soi gương được, táp ly thì đẹp căng, thay đổi rồi. Nếu như những dòng trước thì táp ly nó hơi hơi giả giả là bằng cái nhựa cứng mà giả đường may, thì phần dưới này là phần da mềm cho em nhé. Đây không phải là giả nữa mà thật luôn. Form mới đời 2019 này, bản G xịn này là sẽ là bằng da mềm thật luôn, không phải giả nữa rồi. Số tự động đẹp đây, thảm đây các bác này, ở phía dưới lót một cái thảm rối cực kỳ sạch sẽ này, ốc nhái từng con ốc các bác nhìn cho em đi ạ. Tích cơ này, móc khóa này, ốc này, quay zoom cận cảnh này, mặc dù trời Hải Dương đang bắt đầu sầm sầm tối rồi thì em mới quay nhưng mà vẫn còn cực kỳ sắc nét. Ghế da cao cấp căng mọng, thông hơi thoáng khí này, túi khí an toàn được trang bị ở bên ghế phụ này, hộp để đồ cá nhân này, điều hòa mát lạnh luôn. Bác chủ cũ còn có rất là nhiều, ôi dồi ôi, xe các bác nhìn cho em này, sách hướng dẫn sử dụng xe đẹp đến nỗi mà sách hướng dẫn sử dụng còn như thế này thì các bác phải hình dung là chất lượng xe như thế nào rồi đúng không ạ. Cốp để đồ rất là nhiều, cổng sạc gì đây, xe còn như thế nào em cũng để nguyên. Màn hình giải trí này, vì là form dáng mới thì em nó sẽ khác so với dòng xe cũ nha. Các bác nhìn cái cụm mà thiết kế phía trước đây, ở dưới phần táp ly táp lô, thiết kế nó cũng khác so với những form dáng khác này. Màn hình giải trí này, điều hòa là điều hòa auto cho em các bác nhé, lên điều hòa auto rồi, Vios sang chảnh cực kỳ luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng, túi khí an toàn, đề lổ thông minh, táp lô thì đẹp căng rồi. 495 triệu. Này các bác nhìn này, trần này nguyên zin đẹp căng luôn. Rồi ôi, quá là xuất sắc luôn. Khi mà em Hương đã dùng một từ xuất sắc để miêu tả một chiếc xe nào đấy thì đó phải gọi là thật sự rất là đẹp. Rất là đẹp thì em mới gọi là từ xuất sắc các bác nhé. Đây, mở luôn cả cánh phụ cho khách hàng nhà mình xem. Mở cửa cực kỳ nhẹ nhàng. Ây, giời ơi. Xe đẹp như thế này mà các bác còn lăn tăn hay phân vân thì không biết là mua xe nào đúng không ạ. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn đầy đủ và nguyên vẹn khi các bác chốt xuống. Em bé ngồi phía sau xe không thể tự ý mở cửa được nếu như bố mẹ đang lưu hành xe, nên cực kỳ an toàn, yên tâm khi lái xe này. Hộc để đồ này, 4 quả loa to bản này. Hàng ghế thứ hai đây, hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi này, thiết kế thì sang chảnh luôn, sang trọng lịch sự với cái tông màu kem như thế này. Có cái để nước này, cà phê này, khi mà mình đi làm vội vã trong những buổi sáng làm việc này. Ghế da thông hơi thoát khí này, cả những cái thanh dây điều khiển để mình dây an toàn đây. Thảm rối cực kỳ sạch sẽ, trần nhà sản xuất như thế nào bác chủ cũng để nguyên, rất là đẹp luôn. Móc khóa sáng choang luôn, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả 4 bánh cho em. Dàn lốp mới, form dáng mới, hệ điều hành mới rồi.
lên cả điều hòa auto cơ mà các bác ạ. Đấy, bác chủ cũ còn lắp cả lipo thể thao. Đúng là các bác Hải Phòng rất là ăn chơi luôn đúng không ạ? Cam lùi đầy đủ này, hai mắt cảm biến va chạm phía sau, đèn hậu phía sau thiết kế to bản sắc nét. Đèn hậu phía sau thì thiết kế to bản và sắc nét. Khoang cốp thì cực kỳ rộng rãi vì em nó là bản sedan thiết kế này. Các bác nhìn này. Đấy, bấm đinh tán này, đầy đủ cho em. Đây, bấm đinh tán này. Keo chỉ zin nắp cốp này, đời 2019, 500 triệu mà không zin thì vất vào thùng rác cho em đi ạ. Lỗi trả 1-1 cho em đi ạ. Cam kết vàng luôn, thảm chống nóng giảm nhiệt đầy đủ cho em. Đây, khoang cốp cực kỳ rộng rãi này, lỉ lót này sạch sẽ luôn. Lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp. Lốp sơ cua em Hương nhìn hình như còn chưa dùng các bác ạ. Đây các bác, sàn bệ rất là sạch sẽ luôn. Lắp cả lipo thể thao, lắp lipo đôi thể thao này. Nhìn chất chơi quá đúng không ạ? Bản G xịn số tự động đời 2019 này. Cảm biến va chạm, hỗ trợ chống trơn trượt, chống có cả hỗ trợ chống trơn trượt nhá. Cam lùi đầy đủ cho em. Một dàn lốp mới theo xe. Phanh ABS chống bó cứng, bộ mâm đẹp không một vết xước. Ôi xuất sắc. Chỉ biết thán lên là một câu là xuất sắc thôi. Form dáng mới sang trọng. Ghế da cao cấp, bệ chống tay cũng là da cao cấp mềm cho em. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, keo chỉ zin đầy đủ cho em rồi. Mã lực tốt đây, nhưng mà lại siêu tiết kiệm nhiên liệu. Em này thì mã lực cực kỳ khỏe luôn, nhưng mà siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Các bác đi trong đô thị thì cũng chỉ mất 7 lít trên 100 km thôi. Còn những chiếc xe khác, à những đi công đường khác như này, kết hợp và ngoài đô thị thì chỉ 4-5 lít thôi. Lý do vì sao mà Vios vẫn là luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi mà sử dụng tin tưởng nha các bác này. Đấy. Cánh cửa bên bác tài đây, phía trước thì có một cái nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây. Sticker của nhà sản xuất này, móc khóa này, từng con ốc này, các bác nhìn cho em này, không hề một vết xước. Xe zin toàn xe thì nói gì vết xước này. Các bác có thể mở chìa khóa cốp bằng khóa khiển hoặc cũng có thể mở luôn ở đây nhé. Thảm rối này, tắt bật cảm biến này, hỗ trợ trơn trượt này, form dáng đều đẹp. Ngồi trên khoang bác tài đây, cảm giác đầu tiên là ghế da cao cấp, ôm hết phần lưng người ngồi không chòng chành đâu. Tổ hợp phím bấm tăng giảm lách bài trên vô lăng, túi khí an toàn đầy đủ này. Cụm đồng hồ thiết kế này đang cảnh báo đang mở cửa các bác nhé. Màn hình giải trí này. Và bên đây thì có hệ điều hòa sẽ là auto cho em sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Cần số sắc nét luôn các bác ạ. Cần số sắc nét luôn. Đây. Cần số sắc nét này. Có cổng sạc 12V sẽ thiết kế nằm ở đây nhé. Cổng sạc 12V sẽ thiết kế nằm ở đây. Kệ chống mỏi tay đây, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, cũng form dáng cũng khác rồi. Và tất nhiên rồi, vô lăng thì không hề có một dấu hiệu gì là xuống cấp cả. Vì đẳng cấp của em nó mà. Xít xoa một điều là quá là đẳng cấp luôn. Gương kính thì auto này. Quay cho các bác xem phần cánh cửa của bác tài này. Một trong những cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất này. Phần da mềm còn nguyên. Đường dập, đây là đường chỉ may thủ công cho em đẹp này. Móc khóa này. Hạ cửa kính này. Gương kính thì auto này. Móc khóa các bác nhìn thấy tay lắm cửa sáng choang luôn. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ của máy móc của chiếc xe để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng về chiếc xe Vios bản G xịn số tự động đẹp. Điều hòa mát lạnh cũng là tự động luôn. Phanh hệ thống mới nhá. Một dàn lốp mới theo xe. Phanh ABS này. Đèn LED này, form dáng thay đổi quá là nhiều. Vios thay đổi quá là nhiều luôn. Cập nhật công nghệ tiên tiến xuất sắc nhất hiện nay. Đăng ký đăng kiểm của đến tháng 4. Đến tháng 4 2023. Form dáng bên ngoài mới thì chắc chắn rồi. Thì bên trong khoang máy form dáng cũng là sẽ là máy to. Khoang máy to và máy trắng cho em ạ. Form dáng to và máy trắng này em sẽ dương lên. Đây các bác nhìn này. Tất cả còn nguyên zin. Đây ạ, em sẽ zoom kỹ này. Tất cả là còn nguyên zin đẹp như thế này. Đó, phải gọi là xuất sắc ạ. Tất cả còn nguyên zin đẹp. Ụ giảm chấn giảm sóc này, hệ thống phanh ABS này, máy to, form máy là form to và là động cơ máy trắng các bác ạ. Đây, thảm chống nóng giảm nhiệt này, keo chỉ lắp cabo, các cái lốt cắt còn nguyên si như thế này. Sản xuất lăn bánh ra như thế nào thì em nó vẫn còn giữ nguyên được cái hình dáng như lúc ban đầu. Trung thủy một lòng trước sau như một là nói với em Vios này rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Vios số tự động bản G xịn đời 2019 form dáng mới, điều hòa auto.
đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 4 2023. Những bác nào mà thật sự yêu thích dòng xe Vios số tự động này thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng video ở đây để em có thể dừng lại và update những video này lên trên kênh YouTube cũng như là kênh fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Những bác nào thật sự quan tâm thì alo cho em đi ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.